Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của tính cách hay tính khí. Tính chất của một người là gì? Tính cách đề cập đến những đặc điểm tính cách xác định, cách một người phản ứng với thế giới. Phong cách tính khí của một người đóng một vai trò trong cách họ cư xử và tương tác với những người khác và trong thế giới của họ. Tính khí khác với tính cách như thế nào? Tính khí ảnh hưởng đến sự tương tác của chúng ta với môi trường. Khác nhau tương tác bằng khác nhau kinh nghiệm. Tính khí đề cập đến phong cách hành vi, cách thức của hành vi. Tính cách mô tả những gì một người làm hoặc tại sao họ làm những việc. Tính khí của Chúa Giêsu là gì? Những người này xử lý nội tâm, suy nghĩ trước khi họ nói, và phương châm của họ có thể là hiểu nó trước khi sống. Mô tả nào trong số những mô tả này giống như Chúa Giêsu nhất? Chắc chắn Ngài có thể được coi là người hướng ngoại, hòa đồng và tập trung vào mọi người. Tất cả các đặc điểm của sở thích. Tính khí khó chịu là gì? Tính khí khó khăn được đặc trưng bởi các chức năng cơ thể không đều, rút lui khỏi các tình huống mới, khả năng thích ứng chậm, tâm trạng tiêu cực và phản ứng dữ dội. Bạn là người có tính chất bẩm sinh phải không? Sự dễ dàng mà một đứa trẻ thích nghi với môi trường của mình bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tính khí của trẻ. Khả năng thích ứng và phong cách cảm xúc, phần lớn tính khí là một phẩm chất bẩm sinh của đứa trẻ, một phẩm chất mà đứa trẻ được sinh ra. Tính khí tốt là gì? Tính khí là cách bạn có xu hướng cư xử hoặc các loại cảm xúc mà bạn có xu hướng thể hiện. Khi một người bình tĩnh và thu thập và không có xu hướng dễ nổi điên. Đây là một ví dụ về một người có tính khí điềm đạm, cách suy nghĩ, hành vi hoặc phản ứng bình thường của một người. Chúa có nhân cách không? Quan điểm tôn giáo cho rằng Đức Chúa Trời có một loại nhân cách. Mặc dù một nhân cách thường khó hiểu, và điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời có một số loại ý định, tham vọng, mục tiêu hoặc bất cứ phiên bản của Đức Chúa Trời, của những xung động nó. Nếu Chúa không có những thúc đẩy đó, Chúa sẽ chỉ lơ lửng trong không gian mà không làm gì cả. Làm thế nào để bạn sử dụng tính khí trong một câu? Tuy nhiên, anh ta có một tính khí nhẹ nhàng. Tính khí của anh ta sẽ không để anh ta chịu đựng sự lao động của việc luôn luôn sản xuất cùng một khuôn mẫu. Trong cuộc khủng hoảng lớn về hành động, trí tuệ của cô ấy, trái tim và tính khí của cô ấy hòa vào một. Tính khí ảnh hưởng đến hành vi như thế nào? Tính khí là cảm xúc, hoạt động và sự chú ý của một cá nhân để đáp ứng với môi trường. Nó dựa trên cơ sở sinh học, nhưng được định hình bởi kinh nghiệm và sự phát triển. Vì vậy, tính khí góp phần vào ảnh hưởng và hành vi của một cá nhân. Tính khí chậm nóng lên là gì? Cách tiếp cận của một trẻ với tình huống mới, với những người không quen là một đặc điểm tính khí quan trọng. Có rất nhiều trẻ em nhút nhát hoặc chậm ấm, với có ý nghĩa là chúng không thoải mái hoặc thận trọng trong các tình huống mới hoặc với những người không quen. Tại sao tính khí lại quan trọng? Tính khí rất quan trọng vì nó giúp người chăm sóc hiểu rõ hơn về sự khác biệt cá nhân của trẻ. Người chăm sóc và gia đình cũng có thể sử dụng hiểu biết của họ về tính khí để tránh đổ lỗi cho bản thân hoặc đứa trẻ về những phản ứng bình thường đối với đứa trẻ cụ thể đó. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến tính khí? Các yếu tố là định hướng nhiệm vụ, tính linh hoạt cá nhân xã hội và khả năng phản ứng. Rõ ràng các yếu tố như định hướng nhiệm vụ sẽ có tác động trực tiếp đến khả năng thu được từ kinh nghiệm học tập của trẻ. Các hướng tính khí khác sẽ có ảnh hưởng gián tiếp hơn đến kết quả học tập. Tính khí ảnh hưởng đến sự học tập như thế nào?
một số đặc điểm tính khí chẳng hạn như sự chú ý, giúp trẻ tiếp thu nhanh. Một số đặc điểm như hoạt động có thể làm căng thẳng khả năng ngồi yên của đứa trẻ trong lớp học. Những người khác chẳng hạn như nhút nhát và tức giận, làm cho các tương tác xã hội khó khăn hơn một chút. Hiểu tính khí giúp bạn như thế nào trong cuộc sống của chính mình? Tham gia vào một khí quan điểm tạo điều kiện, hiểu biết về cách để tiếp cận tốt nhất các nhu cầu tình cảm, xã hội và học tập của trẻ. Các cuộc trò chuyện về tính khí cũng có thể đưa ra hướng lựa chọn các phương pháp can thiệp hoặc cung cấp cho cha mẹ những quan điểm khác nhau về khả năng của họ. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.